Cậu không chịu gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo ta, cũng vì cậu không quên được Hoa Sơn. Được, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ phái Hoa Sơn. Từ nay Hoa Sơn sẽ biến mất trong gió lầm, còn linh hồn huynh đệ cũng khó mà giữ mạng. Cậu có biết tại sao ta đường đường là giáo chủ chí tôn, lại để Đông Phương Bất Bại Thừa Đức đục thả cậu? Mười mấy năm trước, ta luyện được Hấp Tinh Đại Pháp thiên hạ vô địch. Nhưng sau đó, ta phát hiện Hấp Tinh Đại Pháp có một khuyết điểm rất lớn. Khuyết điểm gì vậy? Khi trong người ta tích tụ nội lực của mười mấy cao thủ, đã xảy ra vấn đề lớn. Vì họ từ môn phái khác nhau, nên bài xích lẫn nhau. Một khi nội lực chổi nhau, vô cùng đau đớn. Ta biết một ngày nào đó lửa độc thiêu thân, da bị nứt mà chết. Nên ta giao việc ở Nhật Nguyệt thần giáo cho Đông Phương Bất Bại, còn ta ở Thạch Thất suy nghĩ cách hóa giải. Chính vì vậy, Đông Phương Bất Bại Thừa Đức đục thả cầu đoạt ngôi giáo chủ của ta. Nhưng mà ta phải cảm ơn Đông Phương Bất Bại 12 năm nay cho ta tĩnh tâm suy nghĩ. Sau cùng ta đã nghĩ được cách hóa giải. Ta và cậu cũng là có duyên. Nếu cậu chịu nghe lời khuyên chân thành của ta, ta có thể truyền lại cách hóa giải cho cậu. Tiền bối, giảng bối vốn không sống được bao lâu, bây giờ vô tình học được thần công của tiền bối, giữ được mạng sống. Cho dù giảng bối không có cách hóa giải, cùng lắm thì sẽ giống như trước đây, sống chết có số. Coi như lệnh hồ xung này đi trước một bước thôi. Linh hồ huynh đệ, mạng sống rất quý, bây giờ có một chút hy vọng, tại sao để lại bỏ cuộc được chứ? Cảm ơn hướng đại ca quan tâm. Giáo chủ, phái Hoa Sơn khai phái cũng mấy trăm năm, giảng bối tin rằng nó nhất định có đạo tự tồn. Giảng bối không tin tiền bối có thể một tay tiêu diệt hết phái. Hôm nay đã hết lời, hẹn ngày gặp lại. Hướng đại ca, cứu. Linh hồ đệ à? Nè, kể đi. Lần này ta có thể rời khỏi Mai Trang, hắn không có công cũng có sức. Hôm nay tạm tha mạng cho hắn. Cái giường cây cứng này thật sự thoải mái hơn giường sắt trong địa lao nhiều lắm. Vào đi. Xin chào khách quan. À, chào ông. Rửa mặt trước đi. Dạ được. À, tiểu nhị ca, xin hỏi gần đây huynh có gặp đệ tử phái Hoa Sơn không? Phái Hoa Sơn? Phái Hoa Sơn nào vậy? Thứ lỗi tiểu nhân hiểu biết nông cạn. À, phải rồi, hỏi huynh cũng không biết. Không có gì, không có gì. Không có gì, tiểu nhân ra ngoài trước được. Nha. Chết rồi. Nhâm Ngã Hành đã nói thì sẽ làm, nhất định sẽ gây bất lợi cho Hoa Sơn. Mình phải mau chóng báo cho sư phụ. Nhưng ở đây cách Hoa Sơn rất xa, hay mình tới Phúc Châu trước coi có gặp sư phụ không. Không gặp rồi hẳn về Hoa Sơn. Được. Doanh Doanh từng nói là phải giết mình,
cứ như vậy mà đi ra, người của ma giáo nhất định sẽ nhận ra mình ngay. Mình phải quá trang mới được. Quá trang làm sao đây? Quân gia, quân gia, xin lỗi cho quân gia. Xin lỗi, quân gia, xin lỗi. Khốn kiếp, một người đuôi hả? Xin lỗi quân gia, xin lỗi quân gia. Đã biết là ta đang đổ nước thì ngươi đừng có đụng vào chứ. Hả? Làm trước cửa phòng của ta ướt hết trơn. Có phải ngươi muốn đại tướng quân lão tử người ta chết không? Tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân biết lỗi rồi. Cũng may tướng quân y của ta không bị ướt, nếu không ta bắt ngươi về đánh năm mươi rồi, đánh cho ngươi chết luôn. Tạ ơn quân gia khai ơn. Ồ, cút đi. Dạ, cút liền. Nè. Ý, Khánh Quang là ông hả? Thế nhị ca, người vừa rồi là ai? Sao hung dữ quá vậy? Ông chính là... Tôi không biết ông ta là ai, tóm lại là làm quan đó. Hôm nay cũng may mắn, chỉ bị la vài câu thôi. Từ ngày đối xử hại nhân chúng tôi, quá đáng lắm. Nhẹ thì tát vài cái, nặng thì chân đá tay đấm. Vậy cũng được sao? Ê, làm quan có gì mà không được chứ. Hiếp đáp hoành hành là sở trường của họ mà. À, vị quân gia này xin mời ngồi. Ta muốn ngồi ở đây. Quân gia, mấy vị khách quan này đang dùng cơm, gọi bàn bên đó cũng được mà. Hùng lâu, ngồi bàn bên đó. Bàn bên đó sao mà ngồi được hả? Không khí không có tốt chút nào. Ta muốn ngồi bàn này thoải mái một chút. Mấy vị khách quan này ăn cũng sắp xong rồi, hay là gia đợi một lát có được không? Đợi hả? Khốn kiếp, tôi muốn bị chém đầu có phải không? Lão tử à, lão tử. Lão tử ngươi, ta đã tìm được ngươi rồi đó. Lão tử, ngươi muốn sao đây hả? Lão tử. Lão tử ngươi, ta đây. Sao cũng đã tìm ra con trai của lão tử rồi, đồ ngu. Ngươi muốn sao đây? Địch khủng kiếp. Nhìn cái gì hả? Lão tử ngươi, mày trốn ở đâu? Mau ra đây cho ta, mau ra đây. Nè, lão tử ngươi ra đây nè. Tránh ra. Lỗi quân gia. To gan thật, dám cản đường của bổn quân gia hả? Tránh ra. Xin lỗi. Lão tử người tránh ra coi. Cản đường quê. Lão tử người tránh ra coi, dám cản đường của bổn quân gia hả? Xin lỗi. Dẹp hết đồ đi, nhanh lên. Dẹp hết đồ đi, nè tránh ra. Tên mập này. Tránh ra, tránh ra đi. Trời ơi, cái tên mập này. Tránh ra. Lão tử người. Sao bộ y phục chặt quá vậy? Nhưng mà làm ăn mài quen, không thích làm quan. Thỉnh thoảng là một lần thú vị lắm, thú vị lắm. Màn thầu nóng hổi đây. Nè. Bán sao đi. Quân gia, nếu ông thích cứ việc lấy ăn đi. Lão tử ngươi, ngươi không nhận tiền, đó là coi thường bổn tướng quân phải không? Không phải quân gia, tiểu nhân không dám. Không dám thì nhận tiền đi, hả? Lấy cho tài cái. Dạ quân gia. Quân gia, màn thầu nè. Dạ, cầm lấy. Quân gia, vẫn chưa thối tiền lại mà. Thối tiền cái gì? Chỉ có mấy lượng bạc mà bắt ta cầm, phiền phức quá đi. Thằng khốn kiếp mà. Quân gia, ý tôi không phải vậy. Ông đừng hiểu lầm tôi. Không phải là được rồi. Nè, mấy lượng bạc này coi như bổn tướng quân góp vốn trong buôn bán, sau này phải làm màn thầu ngon cho người ta ăn. Nếu không thì ta sẽ lấy đầu ngươi làm màn thầu đó, biết chưa? Hả? Dạ, tiểu dân biết rồi. Sau này tiểu dân sẽ làm màn thầu thật ngon cho khách. Lão tử ngươi ngoan lắm. Tạ ơn quân gia.
Sao đây quân già tốt vậy? Con đường này hướng nam nhập Mân, không lẽ liên quan tới phái Hoa Sơn? Chết, không lẽ nhầm giáo chủ đã hạ lệnh phải đối với sư phụ và sư mẫu? Không lẽ bọn chúng muốn phục kích phái Hoa Sơn thật sao? Sạn đạo chật hẹp, nếu bọn chúng từ trên cao xông xuống, võ công mạnh mấy cũng không chống đỡ nổi. Không được, mình phải mau chóng báo cho sư phụ và sư mẫu biết. Sư bá, con nghĩ trong chuyện này có sự hiểu lầm. Con người của lệnh hồ đại ca quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo đâu. Nghi Lâm, tuổi con còn nhỏ sao lại cố chấp đến vậy? Không lẽ thư của nhạc trưởng môn Hoa Sơn là giả sao? Hắn không tuân thủ lệnh sư, cấu kết với ma giáo, bị nhạc trưởng môn đuổi ra khỏi sư môn. Trước đây con chỉ chịu một ân huệ nhỏ của hắn, tại sao lúc nào cũng binh vực cho hắn vậy? Sư bá, lệnh hồ đại ca đã từng xả thân để cứu con, tuyệt đối không phải là ân huệ nhỏ. Nghi Lâm, sao con gọi hắn là đại ca? Người này rất giỏi tâm kế, làm bộ làm tịch. Sau này con gặp hắn phải hết sức đề phòng, để tránh bị mắc bẫy, có biết hay không? Nghi Lâm sư muội gọi bà ấy là sư bá, không lẽ đây chính là định tịnh sư thái của Hằng Sơn Tam Định sao? Tả Minh Chủ muốn ngũ nhạc kiếm phái nghĩ cách ngăn chặn, để tránh kiếm phổ lọt vào tay của ma giáo, làm hại cho Võ Lâm. Việc này liên quan đến khí vận chánh tà, dù chúng ta chết nơi đất khách cũng phải quyết bảo vệ kiếm phổ không được mất, có biết không? Dạ biết. Còn nữa, yêu nhân ma giáo quỷ kế đa đoan, thêm tên lệnh hồ sung đã bị Hoa Sơn đuổi, hắn nắm rõ nội tình của ngũ nhạc kiếm phái, vô cùng bất lợi cho chúng ta. Chúng ta phải đặc biệt cẩn thận. Qua 30 dặm chính là ranh giới Chiết Mân. Chúng ta chịu cực một chút, ngày đêm lên đường, chỉ cần chúng ta đến nhị thập bát phố sớm một bước thì có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi khi ma giáo đến thì có thể tiêu diệt bọn chúng. Dạ. Chỉ sợ chưa đến nhị thập bát phố đã bị người ta phục kích rồi. Chúng ta lên đường. Nguy rồi. Tuy phái Hằng Sơn ai cũng có võ công cao, nhưng trong sạn đạo cũng khó chống lại kẻ thù. Nếu mà giáo thật sự phục kích ở đó, họ nhất định bị thương vong nặng nề. Không được, phải nghĩ cách ngăn cản họ lại. À, vị quân gia này làm ơn tránh đường một chút. Nè, nếu không tránh đường tôi nhảy qua người ông đó. Con đường này rất nhiều yêu ma quỷ quái, người xuất gia khổ ải vô biên, quay đầu là bờ, đừng đi nữa.
Sư bá, người này rất kỳ lạ. Có khi nào là người của ma giáo cố tình đánh khiêu chiến chúng ta không? Không đâu. Yêu nhân ma giáo tuyệt đối không có làm mệnh quan triều đình. Cho dù có quá trang giả dạng cũng không thể nào giả làm quan. Nè, thật ra ông có nhường đường hay không? Tôi nói cho ông biết, ông đừng giả câm giả điếc. Ông mà không nhường đường, tôi sẽ không khách sáo với ông. Hey, người xuất gia tôi gặp nhiều rồi, người nóng tánh như bà tôi mới gặp lần đầu đó. Hey, thiệt là, bà vội vàng lên đó làm gì? Gặp Diêm Vương hả? Ông nói cái gì? Sao? Vị tướng quân này, chúng tôi có chuyện gấp vội đi giải quyết. Ông làm ơn nhường đường cho. Tiểu sư phụ này thì rất lịch sự. Được, nói cho bổng quân gia biết cô tên gì, để ta thưởng cho vài lượng bạc. Chắc vừa rồi ta làm thịt con chó vàng ăn, lại uống nhiều rượu, mặt ói quá. Chúng ta tiếp tục lên đường. Nè, bà không tin tôi hả? Trời đất, có ma thật đó hả? Bà chỉ là Nico thôi chứ đâu phải là chung quỳ. Bà không đuổi được bọn chúng đâu. Chúng ta tiếp tục đi, mặc kệ hắn. Nè, đừng đi. Quân gia, ông không sao chứ? Chỉ sư cô thật là tốt bụng á. Nghi Lâm, quân gia, ông cẩn thận nha. Cô cũng cẩn thận nha. Có người mai phục. Bọn người xung quân trong diện của Tàu không? Quân gia, nhà kiếm đi sáng này đúng bài cũng không ra. Lão tử ơi, đưa thuốc giải đi. Đưa thuốc giải cho lão tướng ơi. Đem giải độc cho các đệ tử. Dạ. Vị tướng quân này, ông thật là kỳ lạ. Nhưng mà cảm ơn ông vừa rồi vào cuộc giúp một tay. Ha, ông đánh lung tung mà cũng có thể đánh bọn chúng tan tác tơi bời, giống như hồ lô lăn trên đất vậy đó. Đương nhiên rồi. Bổn tướng quân ra tay đương nhiên khác với người thường rồi. Những tên mau tặc này chỉ nghe tiếng đã bỏ chạy từ lâu. Tướng quân, ông sao rồi? Tôi đau đầu quá. Định Tịnh lão ni Hằng Sơn dám hỏi tướng quân cao danh quý tánh. Bọn tướng quân họ Ngô, tên Thiên Đức, chữ Thiên của Thiên Ân Hào Đảng, chữ Đức của Đạo Đức Văn Chương, quan bái Tuyền Châu làm chức tham tướng. Hôm nay phái Hằng Sơn chúng tôi gặp phải đại nạn, được tướng quân ra tay giúp đỡ, vô cùng cảm kích. Lão sư thái à, bà khách sáo quá rồi. Trảm yêu trừ ma là chức trách của bổn tướng quân mà. Sư bá à,
Cước giải quả là có tác dụng. Các người đi đi. Nào, đi đi, đi. Đi nhanh. Đi, đi. Tướng quân võ công rất cao siêu. Bần ni không nhìn ra được ở môn phái nào. Bái phục, bái phục. À, trời ơi, lão sư thái à, bà quá khen rồi. Nhưng mà võ công của tôi thật sự rất là hay. Trên đánh qua tuyết phủ đầu, dưới đánh rễ bám lâu năm, giữa đánh hắc hổ thâu tâm. À, dạ, à, tướng quân à, ông sao rồi? Không sao, không sao. Tướng quân đâu có dễ gì bị thương. Tướng quân là chân nhân bất lộ tướng. Bần ni đành sớm tối thắp một nén nhang, cầu cho tướng quân phúc thọ khang ninh, vạn sự như ý. À, vậy cảm ơn lão sư thái. Nhưng mà quan trọng á, là xin Bồ Tát phù hộ cho tôi thăng quan tiến chức nghe. À, tôi cũng xin chúc các lão sư thái, tiểu sư thái lên đường bình an, vạn sự như ý, muốn gì được đấy. Muốn gì được đấy. Kêu. Nè, tiểu nhị kia, đi đâu vậy? Lấy thêm 2 tỉnh rượu cho ta. Hả? Thưa quân gia, lấy thêm 2 tỉnh nữa hả? Người muốn chết sao? Hả? Quân gia kêu lấy thêm 1 tỉnh, lấy 1 tỉnh. Sao ta không có tiền trả hả? Không phải, tiểu nhân không có ý đó. Tiểu nhân lập tức đi lấy. Sơn tặc nào mà ghê gớm vậy? Bọn tướng quân ở đây không cần phải sợ. Sơn nè, tiểu nhị này sợ đến run cả người rồi. Bọn tướng quân ở đây mà, ngồi xuống uống với ta vài chén đi. Ông tự uống đi. Nè. Ha, phong tục tập quán của người Phú Kiến lạ thật. Trời vừa sụp tối thì nhà nào cũng đi ngủ sớm như vậy. Chứ bá, không lẽ chỗ này thái bình đến nỗi ban đêm cũng không cần đóng cửa? Xem ra có gì kỳ lạ. Nghi Hòa, Nghi Thanh, dạ, đưa các đệ tử đến khắp nơi thăm dò coi đã xảy ra chuyện gì. Dạ sư bá, đi theo ta. Trong này có ai không? Cũng không có ai. Chúng ta mau tìm sư bá. Sư bá, khắp cả trấn này giống như tử thành vậy, một người cũng không có. Đừng nói là người, cả một công việc cũng không có. Sư bá, có khi nào là yêu nhân ma giáo đuổi hết người dân ở đây để quyết trận sớm trước chế phái Hằng Sơn chúng ta không? Sư bá, con có một kế viện binh, chính là thắp sáng đèn của mỗi căn nhà trong trấn này. Vậy yêu nhân ma giáo sẽ không biết chúng ta ở đâu. Chị cũng tốt, phái vài người đi theo Nghi Thanh sư tỷ. Tối nay chúng ta dìm chân vào nhà trọ nằm ăn chờ đợi. Dạ. Dạ. Ở đây cửa mở tách sạch, cả trà trong tách cũng còn hơi ấm. Xem ra dân làng cũng mới bỏ làng mà đi thôi. Sư bá à, mọi người đi đường cả ngày trời cũng đói và mệt rồi. Hay con và Nghi Ngọc sư muội vào trong nấu cơm cho mọi người ăn nha. Được rồi, nhưng mà mọi thứ ăn uống đều phải kiểm tra bằng kim bạc, đề phòng yêu nhân ma giáo lén lút hạ độc. Dạ sư bá. Sư bá, tụi con đã thắp sáng 10 mấy căn nhà trong trấn. Xem ra tối nay yêu nhân ma giáo sẽ đến tập kích. Mọi người phải cẩn thận đề phòng. Dạ, sư bá. Cô tư ơi, cô tư giết người kìa, mau ra đây đi. Sư bá, hãy để đệ tử đưa các sư muội ra ngoài coi sao, được không? Các muội đi theo ta. Sư bá, Nghi Hòa sư muội ra ngoài lâu rồi cũng chưa về. Có khi nào
bắt tôi, mau tìm người giúp tôi với đây, cứu tôi với, cứu tôi. Được, con dẫn vài đệ tử ra ngoài coi sao, nhớ phải cẩn thận, có chuyện gì xảy ra con báo lại với ta. Dạ sư bá. Các bụi đi theo ta. Dạ. Sư bá, sư tỷ và mọi người đi lâu rồi vẫn chưa về, không biết có gì hay không. Hai con đi theo ta. Dạ. Dạ. Giáo có giỏi thì ra đây quyết trận sống chết. Ở đó giả thần giả quỷ, không sợ bị anh hùng trong thiên hạ cười nhạo sao? Các người nghe đây, nếu còn không xuất hiện, tức là nói Đông Phương bất bại là kẻ nhát gan vô sĩ, không dám đối đầu chính diện với phái Hằng Sơn ta. Vậy còn gọi Đông Phương bất bại làm gì? Gọi Đông Phương ắt bại thì có giỏi thì ra đây gặp ta đi. Sao chứ? Cảm ơn Trung sư huynh đã giải dây. Chẳng qua kiếm pháp của Hằng Sơn quả là tinh túy tuyệt luân, khó trách lục linh sứ giả của ma giáo cũng mãi trong tay của sư thái. Thì ra những tên yêu nhân ma giáo chính là lục linh sứ giả. Phải sư thái. Tại sao chỉ có một mình sư thái, những đệ tử khác đâu? Kể ra bần ni thật khổ thẹn. Đệ tử Hằng Sơn mà bần ni dẫn theo đã tự nhiên mất tích trong trấn này. Trung sư huynh có nhìn thấy các đệ tử của Hằng Sơn không? Sư thái, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi, tại hạ nhất định sẽ giúp sư thái giải cứu các đệ tử. Cảm ơn. Nhưng mà tại hạ có một việc muốn bàn với sư thái. Thật ra là chuyện gì? Tả sư huynh thường hay nói hợp tác thế cường, phân tác lực nhược. Nếu ngũ nhạc kiếm phái chúng ta hợp lại thành một, ma giáo nhất định không phải là đối thủ của ta. Nói thành thế, dù là võ đang thiếu lâm cũng còn kém rất là xa. Tả sư huynh của tại hạ có một tâm nguyện, đem Đống Cát Rời với ngũ nhạc kiếm phái hợp lại thành một, trừ hại cho võ lâm. Không biết ý của sư thái như thế nào? Trung sư huynh, bần ni ở Hằng Sơn chỉ là một người nhàn rỗi, lâu nay đều không lý sự, còn việc hợp lại thành một nên tìm trưởng môn sư muội của bần ni nói mới phải. Việc cấp bách bây giờ là nên mau chóng tìm lại số đệ tử của Hằng Sơn. Sư thái cứ yên tâm, theo như tại hạ được biết, cách nơi này không xa có một sào huyệt của ma giáo, đệ tử của quý phái đa số đều bị nhốt ở đó. Trung sư huynh, huynh đã biết tại sao còn không dẫn bần ni đi? Sư thái, ma giáo có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu chúng ta ngang nhiên tới cứu người e rằng sẽ là điều không hay. Lần này tại hạ phụ lệnh tả sư huynh tới Phúc Châu là muốn bàn với sư thái một việc.
Việc này liên quan tới số phận của Võ Lâm ở Trung Nguyên, dính líu tới thịnh suy của Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta. Đợi việc này bàn bạc ổn thỏa, chuyện cứu người chẳng qua chỉ là việc nhỏ thôi. Thật ra là chuyện lớn gì? Thì chính là chuyện vừa rồi đã nhắc Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại thành một đó. Thì ra mấy người muốn... Sư Thái, đừng bao giờ hiểu lầm. Tại hạ không phải thừa nước đục thả câu bắt Sư Thái nhận lời. Huynh làm vậy không phải thừa nước đục thả câu thì là gì chứ? Còn chuyện hợp lại thành một, cho dù Bần Ni nhận lời, trưởng môn sư muội không nhận lời cũng vô ích. Sư Thái, chỉ cần Sư Thái nhận lời, đến chừng đó Định Nhàn Sư Thái nhất định phải nhận lời. Từ xưa đến nay, trưởng môn của mỗi môn phái 8-9 phần đều do đại đệ tử bổn môn chấp chưởng. Nói đức hạnh, nói võ công, nói nhập môn trước sau, làm sao cũng không đến phiên Định Nhàn Sư Thái. Huynh đừng nói những lời ly gián. Còn chuyện hợp lại, Bần Ni quyết không nhận lời. Bọn khốn kiếp ngươi! Ngô tướng quân! Hey, mấy cô thiệt là sợ bất cẩn quá vậy? Hey. Ngô tướng quân, sư bá và mọi người đâu? Hey, làm sao tôi biết? Thôi, cùng ra ngoài tìm đi. Đi. Sư Thái, sao Sư Thái lại chấp mê bất ngộ vậy? Huynh đừng nói nhảm nữa. Sư Thái, Sư Thái không muốn cứu đệ tử quý phái thật sao? Chà, lão tử ngươi một đêm mà gặp nhiều ni cô như vậy, khổ rồi, khổ sư rồi. Sư bá, các con không sao chứ? Tụi con bị yêu nhân ba giáo bắt giữ, cũng nhờ Ngô tướng quân cứu tụi con. Ngươi là ai? Hỏi rất hay. Tham tướng Tuyền Châu Ngô Thiên Đức, Ngô đại tướng quân chính là ta. Thì đã là tên cẩu quan này, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi. Là quan cũng đánh hả? Ngươi làm hỏng việc lớn của ta. Ngã hành, hey, lão tử ngươi, nhầm ngã hành, nhầm ly hạnh gì chứ? Bổn tướng quân đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Họ Ngô tên Thiên Đức. Nè, ngươi cũng ngộ thiệt á, đánh nửa chừng là không đánh nữa, chưa phân thắng bại mà nè, đánh tiếp đi. Để khoan đã, các hạ tái xuất giang hồ, họ chung này cũng phải đối thủ của các hạ. Cầu biệt tại đây. Nè nè nè, không đánh nữa hả? Cảm ơn tướng quân đã giải dây, Bần Ni biết ơn vô cùng. Ơi, không cần không cần. Chỉ là việc nhỏ thôi, một tên mau tặc có đáng là gì chứ? Phải, xin hỏi Ngô tướng quân có nhìn thấy những đệ tử khác của phái Hằng Sơn không? Tôi không nhìn thấy. Lẽ ra tôi đến quanh đây tìm rượu uống, ai ngờ đi ngang tiệm hàng mã nhìn thấy hai tiểu ni cô. Họ nói muốn tìm bà nên tôi đưa họ tới đây tìm bà đó. Vậy Nghi Thanh và Nghi Hòa đã đi đâu rồi? Trời ơi, họ từng tuổi này rồi sao có chuyện được. Có lẽ họ thấy phong cảnh ở đây đẹp cho nên đi tham quan một lát thôi. Vậy đi, giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Tôi và mọi người chia nhau đi tìm. Thời gian là một nén nhang. Sau một nén nhang chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà trọ Nam An ở phía trước. Được, cảm ơn. Tôi tìm ở hướng đông, ông tìm hướng tây nha. Còn nữa, phiền tướng quân chiếu cố hai đệ tử này giùm tôi. Hả? Nè hai con nghe cho kỹ, không được rời khỏi Ngô tướng quân nha. Dạ sư bá. Đi thôi, nhanh lên đi.
Sư tỷ. Sư tỷ. Ngô tướng quân, mọi người không sao chứ? Không sao. Sư bá đâu? Không phải sư bá đi tìm mọi người sao? Sư tỷ à, sao mọi người? Vừa rồi có một tên ăn mày đưa mọi người đến một hang động dưới chân núi. Trong động này có mười mấy thi thể, toàn bộ đều máu me đầy người, chết rất đáng sợ. Sau khi mọi người rời khỏi hang động thì thấy có bảy yêu nhân ma giáo mặc đồ đen. Chúng tôi đánh với bọn chúng hết mấy canh giờ. Vậy còn sư bá? Ngô tướng quân, sư bá ra ngoài lâu rồi, liệu sư bá có gặp chuyện gì không? Phải đó. Trời ơi, lão tử ngươi đã từng tuổi này rồi sao có chuyện được chứ? Biết đâu sư thái nhìn thấy người ở trong ma giáo ăn thịt chó, nhìn không nổi nên ngồi ăn luôn, cho nên mới về trễ như vậy. Ông không được nói sư bá của chúng tôi như vậy nha. Phải đó, sư bá của tôi là nhất đại thần ni, sao lại giống như ông nói được, ăn thịt chó chứ. Hey, không ăn không ăn, không có ăn, ngửi cũng được mà. Phải nói là bỏ vào sơ một chút thần tiên cũng đứng không vững. Biết đâu sư thái ngửi được mùi thơm, chịu không nổi cho nên mới ngất xỉu. Ngô tướng quân ông. Hey, thôi không nói nữa, sợ mấy người quá, vừa lên tiếng thì muốn khóc rồi. Thừa lúc sư thái mấy người ngất xỉu, mau đi khiêng bả về đi. Đi. Hey, lão tử ngươi thật là phiền phức, phải dẫn theo cả đám mấy người. Đừng gọi nữa mà. Sư bá. Sư bá mấy người đang ăn thịt chó rất vui vẻ đó. Nếu là tôi cũng không thèm trả lời đâu. Sư bá. Sư bá. Sư bá. Sư bá. Sư bá. Thật ra đã đi đâu rồi? Nè, mọi người chia nhau ra tìm đi. Dạ. Sư bá. Sư bá. Sư bá. Cẩn thận đó. Sư bá. Hệ thống gì? Cả Nico cũng mắc nạt hả? Sư bá. Bỏ đầu xuống, đừng không ta giết chú. Hey, lão tử người. Được, bỏ. Muốn bỏ thế nào? Bỏ ngang hay là bỏ dọc? Ta kêu ngươi bỏ đầu xuống. Lão tử người, ngươi nghĩ coi, chúng ta đều là người luyện võ, bỏ đao xuống cũng phải bỏ làm sao nhìn cho được chứ, phải không? Sư bá. Sư thái, bà sao rồi? Ông
Ông có phải là Nhậm Ngã Hành ma giáo năm xưa hay không? À, sư thái, bà yên tâm, tại hạ tuyệt đối không phải là Nhậm Ngã Hành. Không phải? Vậy tại sao? À, sư bá. Tại sao ông biết Áp Tinh Đại Pháp? Ông là đệ tử của Nhậm Ngã Hành, có đúng không? Ê sư thái, người của ma giáo làm chuyện ác độc, làm sao tại hạ cùng một dược với họ chứ? Tại hạ không phải Nhậm Ngã Hành, càng không phải là người của ma giáo. Ân sư của tại hạ nhân phẩm đoan chính, hành hiệp trượng nghĩa, vốn là anh hùng hảo hán, được người trong võ lâm kính phục, cùng sư thái cũng rất có cội nguồn. Vậy tôi yên tâm rồi. Sư bá. Sư thái. Sư bá đừng nói vậy mà. Sư bá nhất định không sao. Sư bá đừng nói vậy. Ngô tướng quân, ông có thể nhận lời làm giúp ta một chuyện không? Sư thái cứ nói, chỉ cần làm được, tại hạ nhất định cố gắng hết mình. Sư bá. Ông hãy giúp tôi đưa họ đến Phúc Châu Võ Tương Am. Sư bá. Sư thái yên tâm, tại hạ nhất định làm được. Được. Tôi muốn biết thật ra ông là ai. Tại hạ chính là Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn. Sư bá. Phải nói là người chết không thể sống lại được. Mọi người khóc lóc thê thảm cũng vô dụng thôi. Sư bá đối với tôi ân trọng như núi. Ai ngờ sư bá, đệ tử không thể bảo vệ sư bá. Thôi, đừng khóc nữa. Khóc hoài làm tôi rối cả lên. Làm sao đưa mọi người đến Phúc Châu? Nè, đưa mọi người đến Phúc Châu rồi, tôi còn phải đến Tuyền Châu nhậm chức nữa. Bộ tướng quân còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Hả? À, đi thôi. Đi mau đi. Ơi, tới rồi. Lão tử ngươi, cuối cùng đã đưa mọi người tới nơi. Lần này có thể rút lui được rồi. Lão tử ngươi. Ngô tướng quân, làm phiền ông quá. Đã tới nơi rồi, mời vào trong uống tách trà nghỉ một lát đi. Thôi, cảm ơn nha. Nam mô A Di Đà Phật. Lão tử ngươi, khó khăn lắm mới thoát được các ni cô, bây giờ lại mời vào trong ngồi nữa hả? Thôi, miễn đi. Phải nói là hễ gặp ni cô á thì cờ bạc sẽ thua. Sau này không có gì á thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nam mô A Di Đà Phật ha. Nam mô A Di Đà Phật. Lệnh Hồ đại ca. Oh.